bé trai thay đổi ra sao khi đến tuổi dậy thì. 9 đến 15 tuổi, các bé trai của chúng ta sẽ có những thay đổi khá kỳ quặc bắt đầu xảy ra ở cơ thể cũng như tâm lý của họ. Đó là khoảng tuổi dậy thì mà ai cũng phải trải qua mà thôi. Vậy thì các bé trai của chúng ta nên làm gì với những điều đó nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng sự thay đổi thú vị ở tuổi dậy thì nhé. Không hề kỳ quặc một chút nào đâu. Sự thay đổi thứ nhất, hormone, tế bào chết và vi khuẩn sẽ xuất hiện ở trong lỗ chân lông trên khắp khuôn mặt bạn. Đó chính là nguyên nhân của những mụn nhỏ li ti xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Nó giống như một cơn bão, sẽ đến rồi đi ngay sau đó thôi. Nhưng cơn bão sẽ lại xuất hiện, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hoặc nhẹ nhàng hơn cơn bão đầu tiên. Cách tốt nhất là bạn hãy rửa mặt thường xuyên, đặc biệt là sau khi đổ mồ hôi nhiều. Nhưng mà này, đừng rửa mặt của bạn nhiều quá nhé, bởi vì việc đó cũng gây kích thích làn da của bạn đó. Chỉ sử dụng những sữa rửa mặt dạng nước để không làm bít lỗ chân lông trên mặt của bạn. Da của bạn sẽ cần đủ các loại vitamin cần thiết để đẹp và sáng hơn. Vì thế, nhớ ăn uống đủ chất nha. Nếu làn da của bạn thực sự nổi quá nhiều mụn, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu giống như các chuyên gia tâm lý cho làn da vậy. Sự thay đổi thứ hai, một thay đổi lớn nhất của tuổi dậy thì đó chính là chiều cao. Nhưng mỗi người lại có tốc độ phát triển chiều cao rất khác nhau. Sau một kỳ nghỉ hè thật dài, cậu bạn mà mỗi khi nói chuyện khiến bạn phải ngước đầu lên, giờ đây còn thấp hơn bạn đôi chút. Nhưng cả hai vẫn chẳng thể so được với cậu bạn thân bóng rổ của bạn. Đó gần như là một sự rơi tự do. Bạn không thể kiểm soát được tốc độ cao lên của mình đâu. Nhưng có một thứ mà bạn có thể kiểm soát được, đó là phong thái của mình. Đúng vậy, phong thái của bạn, một phong thái vững vàng giúp bạn trông rất là ngầu và đỉnh đạt, kể cả khi mà bạn trông chẳng cao mấy. Nghe có vẻ khó nhỉ? Nhưng hãy luôn đứng thẳng, nhìn thẳng và nói to rõ ràng nhé. Cơ thể của bạn là do bạn kiểm soát mà, chỉ có cảm xúc là hơi khó kiểm soát mà thôi. Sự thay đổi thứ ba, tinh dịch và nội tiết tố, đó chính là những thứ mà cơ thể bạn sẽ sản xuất ra khi thời kỳ dậy thì bắt đầu. Có rất nhiều bé trai mong mỏi mình sẽ trở nên cơ bắp hơn, ngực sẽ nở ra. Và có một trải nghiệm các bé trai không mong muốn, đó là sự cương cứng của cậu nhỏ, thậm chí cả trong giấc ngủ. Điều đó hoàn toàn không sao cả. Hiện tượng đó sẽ giảm dần theo thời gian. Và hãy nghe tôi đi, điều này xảy ra với tất cả các chàng trai. Nên hãy yên tâm. Sự thay đổi số 4, đổ mồ hôi. Trong thời kỳ dậy thì, các tuyến mồ hôi của bạn đang hoạt động hết sức năng nổ, nhất là khi bạn chơi thể thao ở trường, nâng tạ hoặc làm gì đó. Vì thế hãy mang theo một lọ khử mùi trong cặp hoặc giữ một lọ trong tủ cá nhân để dùng khi bạn cần sức lại lần nữa. Nó không chỉ giúp ngăn mùi cơ thể mà còn giúp làm dịu các tuyến mồ hôi để ngăn cơ thể đổ nhiều mồ hôi ngay từ đầu. Sự thay đổi số 5 đó là lông. Lông khắp nơi hoặc chẳng có gì cả. Dù vấn đề của bạn là quá nhiều lông mặt hoặc là ít quá, bạn phải chấp nhận rằng lông sẽ đến và dài ra như là chúng thích nhé. Một anh chàng đầu hói, nhưng anh ta có thể có một cái lưng đầy lông. Hy vọng video này sẽ làm các bé trai hiểu rõ cơ thể của mình ở tuổi dậy thì. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.